1 2 3. Rồi hỏng luôn. Rồi vậy coi nhiêu ký? 11,9 kg rồi không? Đó, 11,9 kg là siêu nhẹ. Nếu mà xe đua mình ráp cái rúp xe đua là nó dưới 10 kg. Hi, xin chào mọi người đã đến với kênh xe đạp đường số Thiện Nguyễn. Thì hôm nay nhân vật chính của mình là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, thương hiệu nội địa của Nhật Bản, full nhôm, rất là nhẹ. Hiệu nó là Sadista Tempesta luôn. Thì nó cũng là hiếm độc lạ và độc đáo. Nó hiếm độc lạ độc đáo như thế nào? Mình cùng mọi người bắt đầu khám phá nha. Nào, let's go. Tổng thể không, cái sườn hình dáng nó thì rất thể thao ha, nó có dòng nó lai lai giữa thằng Touring, hơi Touring, cái đầu nó hơi bắn lên ha, nhưng mà thuộc City Bike. Đó, màu đen bóng luôn, có những cái tem Sadista màu trắng với những cái viền tem màu xanh xen lẫn màu trắng, tạo cái tương phản điểm nhấn rất là độc đáo ha. Rồi mình đi vô chi tiết luôn, màu sơn nó đen bóng ha, sườn nhôm luôn, tổng thể sườn nhôm, có hai gọng bình nước luôn, chạy Touring thể thao, đi làm tập thể dục đều được hết. Đó, thì cái chân sườn của nó là chân nó thiết kế những cái khắc xim xi cũng rất đẹp nè. Chân này là chân đúng là đùm số luôn. Xe này là xe nguyên bản đùm số nha mọi người. Rồi cái phần gấp của nó cũng rất là đẹp mọi người ha. Đó, nó thẳng thon thả luôn, ở đây nhỏ lên. Đó, giống như chân người phụ nữ thon lên nè, chân thon rất là đẹp ha, thẳng luôn. Mà đặc biệt nó là bằng nhôm mọi người. Nó lúc trước là nó đa số những cái thanh thoát như vậy á là nó bằng sắt không à. Sắt nó mới chịu lực được, mà nó rất là nặng, còn này nhôm luôn, nhôm này chắc nhôm cao cấp nó mới làm được ha. Còn phía này cũng rất là cũng mỏng manh ha. Đó, rồi đi với cặp bánh của nó là bánh 700 niềng xé gió ha. Đó, niềng nó xé gió hiệu Alestream, thì nó xài cái dòi xe đạp luôn. Đây ra thị trường Nhật nhưng mình đổi cái dòi xe đạp luôn, đổi với cái ruột mới luôn để cho chạy nó thoải mái. Nó bánh là bánh 728C 26222 ha. Đó, bánh 28 này là chạy có thể tốc độ được luôn á, có thể đua, có thể chạy đi tập thể dục, đi làm thậm chí cũng được, rất là nhẹ ha. Rồi tới bánh sau luôn, bánh sau cũng y chang vậy ha, 728C niềng xé gió. Rồi khỏi mất thời gian mọi người vô trực tiếp luôn, đặc biệt cũng là thấy không, Shimano Nesset màu bạc ha, màu sơn bạc, ánh bạc, bạc hơi xanh ngã màu xanh ha, tương phản với lại cái sườn màu đen. Đây cái mã số của cái internal 8 đây, mã số của nó là SG C 6000 6001 8R, sản xuất tại Japan luôn rồi, 100% Japan. Thắng nó là thắng bi internal em, mà có giống như thắng đĩa, có vành này ha, cái vành này rất là nhìn nó rất là sang trọng ha. Đó, đây đùm 8 số thì cái tay dặn cũng rất là đẹp ha, lên tay dặn nha mọi người. Đây 8 số đây, tay dặn đời mới luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 luôn ha. Đó, mình nhắc lại mọi người là mọi người lần đầu đến kênh mình giới thiệu là đùm số, nó hay cái là đang ở số 8 mình có thể trả lại số 1, không có liên quan gì hết ha. Đó là cái hộp số tối ưu quá cái lực đạp của mình. Rồi đây mình sẽ test cái đùm cho mọi người xem ha. Đây số 1 quay nhẹ nhàng ha, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7,
số 8 ha, tốc độ ghê mà ha. Đó, hết cót luôn á. Trả lại đùm 8 số rất là nhẹ nhàng ha. Con rồi nó cũng rất là nhẹ. 8 số nhẹ nhàng êm ái. Không, kết hợp với thắng bi có cái vành rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Đây sên của nó là cũng này líp líp mỏng ha. Sên nó cũng là sên sên 7 sên 8 gì đây. Đây kết hợp với giò dĩa nhôm. Nhôm 4 chân đen bóng ha. Với cái mặt dĩa khác CMC hai màu. Màu một cái màu xanh dương ánh kim. Đó, xanh dương hơi ngả tím hơi môn ánh kim. Có những cái đường viền nhôm rất là độc đáo ha. Kết hợp cái bidan. Bidan của Nhật luôn, nhựa với nhôm phản quang này thẳng hoi. Đó, rồi thẳng lên đây là cái cốt yên full nhôm luôn, rất là nhẹ. Yên này yên theo xe luôn, có hơi bị xước chút xíu. Đó, rồi cái bộ đầu luôn. Bộ đầu ghi đông, bông tăng nhôm, bông tăng này ngóc ngóc đầu lên, cổ thả. Cổ thả. Bông tăng nhôm. Cái nắp đậy cũng rất là đẹp. Rồi ghi đông ngang. Nhìn rất là gọn gàng trẻ trung ha. Dễ xây trở trong đô thị. Hai cái càng thắng nhôm luôn. Rồi càng tetro luôn ha, tetro nhôm ba mảnh xe đua. Rồi đùm trước là đùm cũng chắc cũng Shimano luôn á, đùm nhôm ha. Hay đùm nhôm có thương hiệu đàng hoàng, không biết thương hiệu gì luôn. Đó, có viền có khắc khắc CMC rất là đẹp. Đó, hai cái miếng nhựa che luôn, đầy đủ hết. Rồi bắt đầu mình đo cái sườn nha mọi người. Đây. Rồi cây đứng rồi đó nha. Đây 48. 48 là lý tưởng cho một người từ 1m6 tới 1m7 ha mọi người ha. 1m6 tới 1m7. 1m65 tới 1m68 là ngon nhất ha. 1m6 1m7 là xài được. Đặt này ngon lành nha mọi người. Đây. Không có thể trên 1m7 luôn tại vì cái này là sườn nó hơi bắn một chút là nó đâu khoảng 50 á. Đó, là 1m65 tới 1m75 là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ cái xe này nó full nhôm, nó cũng rất là nhẹ để mình cân. Dĩ nhiên đùm số là nó phải nặng hơn xe kia bình thường là khoảng nửa ký tới 1 ký nha mọi người. Đây còn giờ mình cân cho mọi người xem, cân mọi người xem cái coi nó nặng nhiêu ký. Rồi đầu kéo lên nha, mình tới bắt đầu 1, 2, 3 rồi hỏng luôn. Rồi vậy coi nhiêu ký, 11,9 nè không. Đó, 1,9 là siêu nhẹ. Nếu mà xe đua mình ráp cái rúp xe đua là nó dưới 10 kg nha mọi người. 1,9 là rất là nhẹ. Rồi mình vừa giới thiệu xong với mọi người một chiếc xe thương hiệu có thể Double Changer DB vậy nè, mà cái mã nó là Sadista Tempesta gì đó, search lên là chữ Nhật không à. Là xe này cho thị trường Nhật ha. Nó là chất lượng của Nhật luôn. Có những cái tem tem an ninh, tem gì của Nhật rất là độc đáo ha. Thì mọi người thấy hấp dẫn thì nhớ like, nhớ share. Còn ai lần đầu đến kênh Đùm Số Thiện Nguyễn thì nhớ đăng ký kênh ha. Để sắp tới là mình cái ra video nào là mọi người đều đón nhận được hết. Và ai có thích chiếc nào thì mình sẵn sàng giao lưu. Nó không phù hợp với mình về kích thước á. Như chiếc xe này mình săn là để mình chạy luôn á, mình sưu tầm á. Nhưng mà nó không phù hợp kích thước, hay là những người coi ai mà có nhu cầu, có đam mê về xe, mình sẵn sàng giao lưu chia sẻ mọi người ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.